Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán tăng tài lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về tìm số lẻ nè. Có hai chữ số, biết rằng nếu lấy chữ số hàng đơn vị nè nhân cho 4 thì được chữ số hàng hàng chục. Thì bước đầu tiên mình lấy ví dụ về số lẻ chứ, thì mình lưu lý thuyết chứ nha các bạn. Số lẻ là số có hàng đơn vị. Nhớ số lẻ là số có hàng đơn vị là 1, 3, 5, 7 và 9. Ok chưa ạ? 1, 3, 5, 7 và 9. Nhớ hàng đơn vị 1, 3, 5, 7, 9 là số lẻ. Ví dụ như 1, 7 thì hàng đơn vị đây, đây là số nằm bên phải đầu tiên. Được chưa ạ? Đây là số lẻ. Ok chưa? Tiếp theo mình lấy ví dụ về số có hai chữ số dạng tổng quát. Ví dụ A, B gạch ngang trên. Thì đây được gọi là số có hai chữ số dạng tổng quát nha các bạn. Tổng quát. Thì cách để phân biệt thì các bạn nhìn từ tay phải sang tay trái này. Chữ B thuộc hàng đơn vị. Chữ A thuộc hàng chục. Vậy số có hai chữ số phải đảm bảo thuộc hàng đơn vị và hàng chục. Ok chưa? Rồi bắt đầu mình gọi A, B là số lẻ để có hai chữ số. Thì số lẻ thì hàng đơn vị nè, hàng đơn vị là B nè, phải thuộc vào những số sau đây: 1, 3, 5, 7 và 9. Ok chưa? Sau đó các bạn hãy đọc đề. Tìm số lẻ có hai chữ số, biết rằng nếu lấy chữ số hàng đơn vị là B nè nhân cho mấy à, nhân cho 4 nè thì được là bằng nè chữ số hàng chục là chữ A. Được chưa? Rồi ở đây thì các bạn sẽ bắt đầu. B của mình là 1 3 5 7 9, thì các bạn chỉ cần nếu B bằng 1 thì các bạn chỗ nào có B thì các bạn thay B nhân 4 bằng mấy à, bằng 1 nhân 4 bằng 4, vậy A bằng 4. Được chưa ạ? Vậy mình sẽ có số là gì ạ? AB là 40 41. Ok chưa? Tiếp tục B bằng 2 thì B nhân 4 sẽ bằng 2 nhân 4 và bằng 8. Vậy là A của mình bằng 8. Vậy là 82. Nhận. Tiếp tục B bằng xin lỗi tất cả các bạn, xin lỗi nha. Mình bị sai nha các bạn. Mình bị sai chỗ nào ạ? Chỗ là B của mình là số lẻ nên sẽ là 1, 3, 5, 7, 9. Mình lấy 2 nè. Sai chỗ này, nhục chỗ này giúp mình. Xin lỗi tất cả các bạn. Được chưa? Mình lấy B bằng 3 thì nè, thì B nhân 4 bằng bao nhiêu ạ? Là 3 nhân 4 bằng 10 12. Sai. Vì sao ạ? Vì nhớ giúp mình, mỗi hàng nha các bạn, mỗi hàng trong một số chỉ có từ số 0 nè, 1 nè, 2 3 4 5 6 7 8 9 mà thôi. Được chưa? Mỗi hàng trong một số chỉ từ số 0 đến số 9 mà thôi. Mà số 12 tới hai số các bạn bỏ. Tiếp tục B bằng 5 các bạn cũng loại, B bằng 7 các bạn cũng loại và B bằng 9 các bạn cũng loại. Vậy số thỏa mãn đề bài đó là 40 41. Ok chưa ạ? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.